khởi công đó, thì chúng tôi không chỉ khởi công mà chúng tôi là sử dụng cái tiền khởi công đó để cho hai mục đích. Thứ nhất là ủng hộ cho các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông là 50 triệu trong cái đợt lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân vừa qua. Còn thứ hai là chúng tôi tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi của đảo Lý Sơn là 50 suất bổng, mỗi suất 1 triệu. Thì cũng nhằm mục đích là xoa dịu nỗi đau cho các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và cũng làm cho họ hỗ trợ cho họ ổn định cái cuộc sống của họ. Các cháu nó học ở học sinh ở huyện đảo thì chúng cũng mong muốn rằng là với cái món quà nhỏ bé này thì cũng động viên tinh thần các cháu làm sao học giỏi hơn nữa, trở thành một con ngoan trò giỏi có ích cho xã hội, cho đất nước. Thời gian tới thì tại có cái chủ trương là tiết kiệm cái kinh phí tổ chức các cái lễ khởi công các cái công trình giao thông để hỗ trợ cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Đây là cái việc làm này nó có tính nhân văn rất là sâu sắc, nhằm giúp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Tại vì theo tôi nghĩ là cái điều kiện kinh tế xã hội của Lý Sơn cũng còn rất nhiều khó khăn, và tôi hy vọng rằng cái việc làm này sẽ tiếp tục nhân rộng trong quà do các đơn vị